Chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Những ngày này, nhân dân các khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Tam Nông phấn khởi, tự hào khi khu dân cư vừa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nắm được chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, anh Nguyễn Tuấn Anh cùng người dân khu 11, xã Dân Quyền đã đồng tình cao với chủ trương này. Gia đình anh Tuấn Anh đã tự nguyện hiến đất làm đường, ủng hộ vật liệu xây dựng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về giao thông trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi có kêu gọi nhân dân trong khu và một số mạnh thường quân có đóng góp ủng hộ làm tuyến đường có áp để cho đời sống của nhân dân được nâng cao. Khu dân cư số 11 xã Dân Quyền có tổng số 194 hộ gia đình, 845 nhân khẩu. Nhờ sự chung sức đồng lòng của bà con, khu dân cư đã hoàn thành 14 trên 14 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt 100%. Nhà có số, các tuyến đường đều có biển chỉ dẫn và được đặt tên. 100% hộ dân tham gia dịch vụ thu gom xử lý rác thải theo quy định. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Cán bộ và nhân dân sẽ đoàn kết thống nhất hơn nữa để nâng cao các tiêu chí về phát triển kinh tế, xã hội. Hai nữa là an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thứ ba nữa là cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp để cho cái khu nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn. Niềm vui đang tràn ngập trên các vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu. Niềm vui ấy trở thành động lực để thúc đẩy sự đoàn kết, chung tay của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Quyền phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa năm 2024 đã đề ra.